hai giá rẻ sẽ có doanh số khủng. Tin đồn về việc Apple sẽ phát hành chiếc iPhone SE 2 giá rẻ trong quý đầu năm sau liên tục xuất hiện thời gian gần đây. Mới đây, nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple tiết lộ rằng iPhone SE 2 sẽ được trang bị chip A13. Ngoài ra, doanh số của SE 2 sẽ đạt 30 triệu chiếc trong năm tới. Thông tin dò dỉ cũng cho biết, Apple đã đưa ra thông báo cho chuỗi cung ứng, yêu cầu bắt đầu dự trữ thiết bị này từ tháng 12 này. Mức giá dự đoán với iPhone SE 2 là 399 đô la Mỹ khoảng 9,2 triệu đồng. Báo cáo của nhà phân tích nổi tiếng Guo Minghao mới đây cũng cho rằng, iPhone SE 2 của Apple sẽ được phát hành vào quý 1 năm 2020. Đồng thời, thiết kế và các thông số kỹ thuật của chiếc iPhone giá rẻ này sẽ rất giống với iPhone 8. Các thông số chính của iPhone SE 2 bao gồm chip A13, RAM 3GB, bộ nhớ trong tùy chọn 64GB hoặc 128GB với các màu xám, trắng và đỏ. Google Minh Hao cũng đưa ra dự đoán về giá iPhone SE 2 từ 399 đô la Mỹ. Hiện tại, iPhone 11 của Apple đang có doanh số rất tốt nhờ mức giá tương đối dễ chịu 699 đô la Mỹ. Apple có một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Tuy nhiên, iPhone mới với giá đắt đỏ khiến nhiều fan trung thành của táo khuyết chuyển sang smartphone Android. Có vẻ như Apple đã sẵn sàng cho phân khúc giá rẻ của thị trường smartphone. Mặc dù, giá iPhone SE 2 cũng chưa thể tiệm cận các smartphone Android giá rẻ nhưng các iPhone đánh giá cao việc táo khuyết hạ giá sản phẩm của mình.